Những gì câu này nói đến là nhân. Trong ác đạo sẽ phải chịu quả khổ nhất. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai, ngạ quỷ. Trong quyển 8 sách Đại Thừa Nghĩa Chương viết: do cầu nơi người khác nên gọi là ngạ quỷ. Quỷ cầu người khác bố thí thức ăn cho chúng, cho nên gọi là ngạ quỷ. Lại thường đối khác, thường nghĩa là thường xuyên. Họ không có được đồ ăn nên gọi là ngạ. Trong nẻo ngạ quỷ, họ thường bị đói. Rất hiếm khi có được đồ ăn, không có duyên để có được thức ăn. Vì đây là nghiệp báo của họ. Vì sao lại không có duyên? Vì khi có được đồ ăn, vừa đưa đến miệng đã bị lửa thiêu rụi cả rồi, nhổ ra toàn là tàn tro. Khủng khiếp, lắm điều sợ hãi, nên gọi là ngạ quỷ. Khủng ý là sợ hãi, khiếp ý là nhát gan. Cho nên thực tế mà nói, ngạn ngữ có câu nói rất có lý: người sợ quỷ, quỷ cũng sợ người. Người có 3 phần sợ quỷ, quỷ có 7 phần sợ người. Quỷ sợ người còn hơn là người sợ quỷ. Rất nhiều người không biết điều này, đến tối thì sợ quỷ, tự mình dọa lấy chính mình. Nếu như gan bạn lớn thì quỷ sẽ sợ bằng. Quỷ gặp người sẽ trốn đi. Bà Sa Luận chép: quỷ là sợ, tức là khủng khiếp, lắm nỗi sợ hãi. Quỷ cũng có nghĩa là oai, vì có thể làm cho kẻ khác sợ cái oai của mình. Đấy tức là người sợ quỷ. Lại do mong cầu nên gọi là quỷ, tức là loài ngạ quỷ thường đi theo người khác mong được thức ăn để duy trì tánh mạng. Họ cầu người bố thí cho họ. Khi không có người bố thí, họ sẽ không có được thức ăn. Phần sau có nói, luận còn viết thêm: có thuyết bảo do chúng đối khác dữ dội nên gọi là quỷ. Tăng ý là mãnh liệt. Chúng ta hay bảo là thái quá, do chúng bò tích cóp nên cảm cái nghiệp đối khác. Bò tích cóp nghĩa là gì? Ý là tham. Tâm tham thì đổ vào ngạ quỷ. Ở thế gian, người ta thích chữ tiền của. Đây là điều phổ biến nhất. Tích chữ đồ ăn. Là những nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt thường ngày. Người khác thiếu thốn, còn mình thì dư giả. Đây chính là làm tăng trưởng thêm tâm tham. Tâm tham là nhân của ngạ quỷ. Trong 100.000 năm chẳng được nghe đến cái tên nước uống.
huống là được thấy. Họ không nhìn thấy nước, cũng chẳng thấy đồ ăn, hay là chạm được. Cho nên thường phải ở trong cảnh đối khắc. Có thuyết bảo do chúng bị xua đuổi nên gọi là quỷ. Đây là chư thiên, là người có thần thông. Đối đại với những ngạ quỷ này như là tôi tớ, để phục vụ cho họ. Cho nên ngạ quỷ ở nơi nào cũng thường bị chư thiên xua đuổi, tức là để phục vụ cho chư thiên. Loài ngạ quỷ có mặt khắp mọi nơi. Quỷ ở đâu? Trong năm đường đều có. Cái nào có phước đức thì làm thần trong rừng, núi, gò mã, miếu thờ, thần núi, thổ địa. Đây là những người có phước. Không có phước đức thì là ngạ quỷ. Người có phước thì được người đến cúng tế miếu sơn thần, miếu thổ địa. Mùng 1 và 15 đều có người đến bái tế, lễ lạy. Một ngày trong nẻo ngạ quỷ thì bằng một tháng ở trần gian. Thọ mạng của quỷ rất dài. Còn thọ mạng của con người chúng ta ngắn. Thọ mạng ở địa ngục thì càng dài hơn. Một ngày ở địa ngục bằng ngàn vạn năm ở nhân gian. Cho nên những nơi này đến rất dễ dàng, nhưng ra lại rất khó. Bạn mà chân thật hiểu rõ ràng cặn kẽ vấn đề này thì những nơi này quyết định không được đi. Đức Phật từ bi giảng giải rõ ràng cặn kẽ cả rồi. Nếu như bạn không tin vẫn cứ tạo nghiệp thì sai rồi. Không thể có tâm tham. Tâm tham liền biến thành ngạ quỷ. Là những kẻ không có phước đức, ở chỗ chẳng sạch, không có thức ăn, luôn bị đánh đập, ngăn sông, lấp biển, chịu khổ vô lượng. Nơi mà họ cư trú đều là những nơi rất dơ bẩn. Vì họ không có phước báu nên không có đồ ăn, không có nước, cũng chẳng có thức ăn. Lại thường phải chịu cảnh đánh đập. Có một số quỷ vương là kẻ có phước, thường đến nô dịch những kẻ không có phước. Giống như những nhà giàu sang phú quý ở nhân gian, trong nhà có rất nhiều tội tớ. Tội tớ là những hạng không có phước. Tình hình ở trong nẻo ngạ quỷ cũng tương tự như vậy, còn phải ngăn sông, lấp biển. Đây đều là những chuyện mà quỷ thần hay làm. Họ thường dùng những chúng sanh trong nẻo quỷ đến để ngăn sông, lấp biển. Sách Phụ Hành Ký có nói: hạ phẩm, ngũ nghịch, thập ác cạm lấy ngạ quỷ. Hạ phẩm của tội, ngũ nghịch, thập ác thì đọa vào ngạ quỷ.
Thượng phẩm là nặng nề nhất, tạo ác nghiệp nghiêm trọng nhất. Hạ phẩm tức là tạo ác nghiệp nhẹ hơn. Bằng xem những kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác nhẹ nhất thì đọa vào quỷ đạo.
Phật.